Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Vũ ơi, hôm nay em có quà cho anh Vũ nè. Quà hả ta? Bất ngờ vậy. Đó là thư của khán giả. Khán giả nói gì nói anh nghe nè. Đó là chị Trịnh Thị Ngọc Anh ở Long An. Chị Ngọc Anh nói là chị rất muốn nhờ chương trình Món Ngon Mỗi Ngày hướng dẫn một cách ướp sườn để chị có thể ăn với cơm tấm. À, hay là nhân yêu cầu của chị Ngọc Anh nè, rồi chúng ta đang nói đến những món ăn sáng giúp cho chắc bụng, thì anh Vũ hãy hướng dẫn ngay một món cơm tấm sườn non đi, được không? Sẵn sàng thôi em à. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với chị Ngọc Anh cũng như quý vị khán giả một bí quyết để cho món cơm sườn chúng ta thật là ngon, thật là đặc biệt. Bí quyết đó có tên gọi là cơm tấm sườn mayonnaise. Thưa quý vị và các bạn, nguyên liệu để làm món cơm tấm sườn mayonnaise gồm có 1 kg cơm tấm, 600g sườn non, 200g mỡ thịt, hành lá, dầu điều, ngũ vị hương, nước cốt chanh, tỏi băm, ớt băm, nước tỏi, một số gia vị thông thường. Và như tên gọi của món ăn, không thể thiếu sốt mayonnaise, aji mayo. Nguyên liệu đã sẵn sàng, bây giờ chúng ta cùng thực hiện món cơm tấm sườn mayonnaise. Đầu tiên thì anh sẽ đập dập cái phần đầu hành lá trước. Như vậy, anh cắt nhỏ. Cái phần lá này thì anh sẽ cắt nhỏ để chúng ta làm mỡ hành. Rồi, ở đây là 600g sườn non, anh đã cắt khúc khoảng chừng 5-6cm như vậy. Chúng ta cắt nhỏ như vậy thì ướp sẽ màu thấm hơn. Chúng ta sẽ cho đầu hành lá băm nhuyễn khi nãy vào, khoảng 1 muỗng canh nước tỏi. Nhớ là ướp nước nha, chứ đừng ướp bằng tỏi băm, khi nướng nó sẽ bị cháy. Rồi anh cho vào đây khoảng 1 muỗng cà phê dầu điều, 1/3 muỗng cà phê ngũ vị hương. Và khi chúng ta cho ngũ vị hương vào thì chúng ta đừng quên cho nước tương đi xa vào. Chúng ta cho vào đây khoảng 1 muỗng canh nước tương đi xa. Không biết là sự kết hợp này của anh Vũ có cái dụng ý gì không ta? Thưa quý vị và các bạn, ngũ vị hương kết hợp với nước tương sẽ cho ra một mùi vị rất là đặc trưng cho các món nướng của chúng ta đó các bạn ạ. Kế tiếp, chúng ta ướp vào đây 2 muỗng cà phê hạt nêm aji ngon, 1 muỗng canh đường, 1 chút tiêu, 1/4 muỗng cà phê muối thôi. Và cuối cùng chúng ta cho vào đây 2 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo. Rồi tất cả chúng ta trộn đều lên như vậy. Như vậy là trong này có đầu hành băm nhỏ nè, có nước tỏi nè, có ngũ vị hương nè, có nước tương lisa nè, có aji ngon, có đường, có tiêu, có muối đúng không nè. Và cuối cùng không thể quên sốt mayonnaise aji mayo. Nhưng mà không biết là cái việc mà ướp mayonnaise aji mayo hơi lạ lạ như vậy có dụng ý gì anh Bụng? Thưa các bạn, tôi cho sốt mayonnaise aji mayo vào để cho món sườn chúng ta không bị khô và có vị béo. Những cái mùi vị đặc trưng của sốt mayonnaise sẽ làm cho món nướng chúng ta có một cái mùi rất là đặc biệt. Quý vị khán giả thân mến, hãy ghi nhớ điều này nha. Chúng ta sẽ ướp mayonnaise aji mayo vào trong sườn để giúp cho sườn không bị khô. Khi hoàn thành thì món ăn có độ béo nè và mùi thơm rất là đặc trưng. Trong khi chờ sườn thấm thì anh sẽ làm mỡ hành. Rồi, cho mỡ vào đây. Anh Vũ, trong những lần trước anh Vũ có hướng dẫn là mình sẽ cho một ít nước vào để cho mỡ không bị băng đúng không? Chính xác em à, bây giờ sẽ cho vào đây một chút nước. Rồi bây giờ em giúp anh đảo đều nha. Dạ. Trong khi Minh Châu thắng mỡ thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách pha nước mắm. Chúng ta sẽ cho vào đây 2 muỗng rưỡi canh đường, 2 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê Ajinomoto, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh nước cốt chanh, khoảng 1 muỗng canh tỏi băm và ớt băm. Cuối cùng là nửa chén nước lọc. Rồi chúng ta phải đều lên như vậy. Rồi bây giờ tấp mỡ chúng ta đã ngả màu vàng như vậy rồi. Được rồi đó Minh Châu. Sẽ cho vào đây một ít tỏi băm. Ủa vậy hả? Em đảo đều cho tỏi vàng ha. Dạ. Anh cho vào trong hành đó một chút xíu muối. Nếu mình cho muối vào trong hành như vậy sẽ giữ được cái màu xanh của hành và làm cho mỡ hành có vị đậm đà hơn đúng không? Chính xác em à. Bây giờ anh sẽ cho mỡ và tấp mỡ vào trong hành ha. Như vậy. Đó. Rồi bây giờ anh đã chuẩn bị sẵn một cái bếp than như vậy, anh sẽ cho từng miếng sườn lên nước. À mà anh Vũ ơi, em chợt nghĩ như vậy nè, nếu mà sườn mình ướp ngon như vậy rồi thì mình có thể rang hay chiên cũng được đúng không? Đâu nhất thiết phải nướng. À đúng vậy em à, tùy theo cái điều kiện của bếp của mình chúng ta có thể dùng các phương pháp chế biến như thế nào cho phù hợp cũng được. Thôi nhìn miếng sườn vàng bóng đẹp quá anh Vũ ơi. Rồi bây giờ món sườn chúng ta đã chín vàng và bóng rồi đó, bây giờ anh sẽ gấp ra dĩa ha. Bây giờ tất cả đã sẵn sàng và anh cũng đã sẵn sàng một dĩa cơm tấm và salad chi leo cà chua và đồ chua. Giờ anh sẽ cho nước mắm vào đây. Cho vào đây khoảng 2 miếng sườn. Đây, ha, chúng ta sẽ rưới mỡ hành lên cơm như vậy. Bây giờ mời em. Miếng sườn thơm phức anh Vũ ơi, làm cho bụng em đã cồn cào nay lại cồn cào hơn. Đến 12 giờ trưa mới ăn sáng à. Nhưng mà bảo đảm em mang
xong cái cơm này em sẽ no luôn tới chiều á. Ngon quá. Cơm tấm cũng ngon nữa. Anh Vũ mua cơm ở đâu vậy? À, cơm là do tự anh hấp đó. Nhưng mà muốn cơm được mềm, tơi xốp thì chúng ta nên mua gạo tấm, chúng ta chọn loại mềm và xốp. Mềm và xốp rồi à. Trong lúc hấp anh Vũ có bí quyết gì không? À, trong lúc hấp thì anh hấp chung với một ít lá dứa và cho một chút dầu vào. Như vậy cơm sau khi hấp xong sẽ tơi, sẽ mềm và xốp. Quý vị và các bạn thân mến, khi mà ăn thử món cơm tấm sườn sốt mayonnaise thì Minh Châu đã cảm nhận ngay được là đây vẫn là món cơm sườn truyền thống. Tuy nhiên, nhờ một chút biến tấu là chúng ta thêm vào sốt mayonnaise aji mayo đã làm cho miếng sườn thơm hơn, đậm đà hơn, có vị béo béo rất là hay. Mà bên cạnh đó thì miếng thịt sườn không hề bị khô một chút nào hết. Đảm bảo là khi ăn quý vị sẽ cảm nhận được tất cả những cái tinh túy mà đầu bếp Thanh Vũ đã hướng dẫn từ nãy đến giờ luôn đó. Và mong rằng với món lạ và quen, cơm tấm sườn mayonnaise sẽ giúp các bạn khởi đầu một ngày mới trọn hương ấm, thấm vị ngon. Trọn hương ấm, thấm vị ngon. Hãy thực hiện món ăn này ngay quý vị nhé, và gửi những ý kiến đóng góp về cho chương trình thông qua hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi đến số máy 0838237557. Đó chính là trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam. Và cuối cùng xin nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại.